Hello, xin chào cả nhà nha. Vâng, thưa cả nhà, hôm nay xin mời cả nhà cùng theo dõi Siêu Lan và bà xã của Siêu Lan cùng với bố Siêu Lan đi hái lựa cà nhá. Vì mùa cà thì cà bố mới trồng thì trồng được được nửa sao thôi. Vì trên núi mà không có đất nên trồng ít thôi. Bây giờ thì chúng ta không nói nhiều dài dòng và chúng ta tiếp tục đi theo dõi Chị Lan cùng với bố và bà xã của chị Lan hái cà nhé. Và bắt đầu nhé. Let's go. Cây mì này thì cây mì của anh em ấy. Anh em ở trong làng nó trồng cây mì của anh em này thì mọc rất đẹp ha. Khui bất ngờ là là bạn có rồi. Có hai phần này lại điện thì những nơi lười để thế này để đây vậy là chục chục như này lười này này để thế vậy là không thằng bắt này pru pru cái vàng là thank you.
chung chung nhạc à. Đục cả lan đấy. Không biết lệ, ví dụ là làm bây giờ làm